Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của Minh Vũ và tiếp nối thành công của người đàn anh đeo Precision M4800. Hiện nay Precision 7510 đang có những mẫu máy chạm chuyên đồ họa đáng mua nhất với tầm giá là 30 triệu đồng. Máy kế thừa những điểm mạnh của dòng Precision 4000 series nhưng lại có những điểm cải tiến hoàn toàn đáng tiền, mang đến những thành công hơn cho dòng Workstation của Dell. Mỏng nhẹ hơn, đẹp mắt hơn và cấu hình mạnh hơn, đó chính là những điểm mạnh của dòng máy này. Tuy nhiên thì vẫn sẽ cho khả năng tản nhiệt tốt và đây chính là những điểm mà mình muốn giới thiệu cho các bạn trong video ngày hôm nay. Hãy cùng Minh Vũ review đánh giá chi tiết mẫu máy này trong video các bạn nhé! Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nói với nhau về thiết kế. So với người tiền nhiệm Dell M4800 thì thiết kế của Precision 7510 là một sự thay đổi rất lớn, không còn những đường nét vuông vức dạng hình hộp mà thay vào đó là những đường cong mềm mại và có thiết kế hơi hướng của dòng Latitude thời trang và đẹp mắt hơn. Dell Precision 7510 sở hữu thiết kế khá giống với cả chiếc Latitude 7470 khi mà phần nắp lưng được phủ một lớp sợi carbon gia tăng sự chắc chắn. Thân máy được làm bằng hợp kim magie phủ một lớp xám bạc với các đường diamond cut tăng thêm vẻ sang trọng cũng như là sự chắc chắn của chiếc máy. Tuy không còn sử dụng phần vỏ bằng hợp kim nhôm ốp toàn bộ thân máy nữa, nhưng với cách này thì Precision 7510 vẫn có vẻ ngoài vô cùng chắc chắn. Tất nhiên là Dell cũng đã chứng minh điều này bằng việc là cho máy trải qua các bài test chuẩn quân đội 810G. Bản lề của Precision 7510 được làm tương tự như là Dell 7440 với dạng kép nhưng vẫn cho khả năng đóng mở tốt vô cùng chắc chắn và đây chính là một điểm mạnh mà Dell vẫn duy trì được qua nhiều thế hệ máy chạm. Về số đo ba vòng của máy này lần lượt là 2,78 x 26,1 x 37,8 và nặng 2,79 kg, nhưng mà so với M4700, M4800 thì Precision 7510 nhẹ hơn một chút. Nếu so với các mẫu máy chạm đến từ HP thì Dell 7510 vẫn nặng hơn khá. Và cá nhân mình thì khá thích thiết kế này, tuy nhiên nó lại không có cảm giác mát lạnh như là các mẫu máy M4700 như trước đây. Tuy nhiên thì với một thiết kế thời trang như vậy thì có lẽ đây chính là một sự đánh đổi cần thiết. Hai cổng kết nối. So với người tiền nhiệm của mình thì Precision 7510 được trang bị nhiều cổng kết nối đời mới hơn, cụ thể là cạnh trái ngoài khe thẻ SC, USB 3.0, Mini DisplayPort, HDMI và có thêm một cổng Thunderbolt 3. Cạnh phải sẽ có khe thẻ SD jack cắm 3.5, 3 cổng USB 3.0 hoặc Kensington. Còn cạnh sau sẽ chỉ có một cổng duy nhất là LG45 và sạc. Trên mấy đời máy gần đây của Dell thì các cổng kết nối đời cũ như là VGA hay là eSATA đã bị loại bỏ. Nhưng thay vào đó chính là cổng Thunderbolt 3 với tốc độ truy cập cực kỳ cao, giúp cho việc chuyển dữ liệu nhanh hơn rất nhiều hay là kết nối với các phụ kiện bên ngoài như là eGPU. Theo mình thì đây chính là một sự thay đổi hợp lý và đáng tiền mà Precision 7510 mang lại cho người sử dụng so với các mẫu máy chạm Dell M4800 hay là 6800 thế hệ trước. 3. Về bàn phím của Dell Precision 7510 không sử dụng thiết kế dạng hard chiclet như trên M4800 nữa, mà thay vào đó là dạng chiclet hầu như xuất hiện trên tất cả các mẫu máy dòng Latitude. Chúng ta sẽ có bàn phím full size với phần phím số riêng biệt đầy đủ chức năng. Nếu so với bàn phím thế hệ cũ thì hành trình phím theo mình cảm nhận là có vẻ ngắn hơn một xíu, nhưng cảm giác gõ vẫn cực kỳ đã tay với độ nảy phím cao và khoảng cách giữa các phím cũng rất đều nhau các bạn nhé. Nếu đánh giá trên thang điểm 10 thì mình sẽ cho cả hai bằng điểm nhau do bàn phím trên Precision 7510 không cần lực nhấn quá mạnh như thế hệ cũ nên nếu gõ thời gian dài bạn sẽ không bị đau tay và đèn nền blacklist cũng sẽ khiến cho các bạn cảm thấy là dễ nhìn hơn rất nhiều. Touchpad so với cả M4800 thì đã to hơn rất nhiều, tuy nhiên xét về trải nghiệm thì vẫn hơi kém. Bàn phím này được làm nhám để có thể là tránh bám mồ hôi, dấu vân tay, nhưng cũng chính điều đó sẽ khiến cảm giác gõ chưa thực sự thoải mái. Tiếp theo về màn hình. Màn hình của Precision 7510 vẫn cho khả năng hiển thị cực kỳ tốt với kích thước là 15,6 inch, độ phân giải Full HD sử dụng tấm nền IPS với lớp phủ chống chói. Có các phần mềm chuyên dụng thì máy sẽ cho khả năng hiển thị là 97% dải màu sRGB và 74% dải màu Adobe RGB. Với khả năng hiển thị này thì có thể nhìn hơn so với các màn hình là Full HD trên các mẫu máy đời cũ như là M4800 chỉ đạt khoảng 65% dải màu Adobe RGB. Điều này sẽ rất cần thiết đối với những bạn thường xuyên có thói quen chỉnh sửa hình ảnh hay thường xuyên phải sử dụng các phần mềm như là thiết kế 3D. Còn với các bạn đòi hỏi một màn hình hiển thị cao hơn thì có thể cân nhắc tới phiên bản màn hình 4K với chuẩn màu 100% sRGB.
Có một điểm đáng tiền là loa trong Precision 7510 thay vì để trên bề mặt thì sẽ được chuyển ra phía cạnh trước. Điều này khiến cho chất lượng âm thanh bị giảm đi khá nhiều. Đeo Precision 7510 có rất nhiều phiên bản cho các bạn lựa chọn, từ i5-6300HQ cho tới Xeon E3. Và phiên bản mình đang có ở đây chính là con chip cao cấp nhất Xeon E3-1575M V5 xung nhịp cơ bản 3.0GHz, turbo 3.9GHz, 8MHz. Và ngoài ra thì các bạn sẽ có các đồ họa NVIDIA Quadro M2000M 4GB, GDDR5 với 8GB, nâng cấp tối đa 64GB, cùng với đó là ổ cứng SSD 256GB. Với các chip Xeon thì các bạn có thể sử dụng 64GB RAM đều là RAM ECC, giúp các bạn có thể hạn chế tối đa việc gặp lỗi trong quá trình sử dụng, nhất là khi thao tác với các project nặng. Đặc biệt, chip Xeon vốn là con chip dành cho các máy chủ server, đòi hỏi sự ổn định và bền bỉ cao so với con chip Core i7 vốn được trang bị trên các thiết bị laptop, máy PC cá nhân. Thêm vào đó thì chip Xeon sẽ đi cùng với cả main máy chủ server chứ không còn là main bình thường như các thiết bị Core i7 nữa. Sau đó mà phiên bản Dell 7510 đang có ở trên bàn của mình đây cũng đắt hơn so với các phiên bản Dell 7510 chỉ được trang bị con chip Core i7 hay các mẫu laptop máy chạm khác. Thực sự thì chỉ nghe qua thông số thôi thì cũng có thể hình dung được đây chính là một con quái vật về hiệu năng khi cho khả năng xử lý đồ họa hình ảnh 3D cực kỳ tốt, có chấm điểm bằng một số phần mềm như là 3D Max hay là Cybench và máy sẽ cho điểm số cực kỳ ấn tượng. Ngay bây giờ các bạn có thể theo dõi điểm số trên màn hình nhé. Với điểm số đồ họa trên thì Dell 7510 hoàn toàn nuốt chửng được tất cả các phần mềm đồ họa 3D khủng nhất, nặng nhất ở thời điểm hiện tại. Và tất nhiên là mình có thử qua một số project Maya với rất nhiều lưới tương đối dễ dàng. Lúc mở thì có hơi chậm một xíu do project nặng. Tuy nhiên khi mở lên thì các thao tác xoay trục này, rồi zoom hay là thêm sáng vẫn rất mượt, không có hiện tượng là khực lát. Và so với các mẫu máy chạm thì Dell Precision 3520 thực sự mượt hơn rất nhiều. Với phần mềm After Effects thì khả năng muốn cấu hình của AI chắc chắn là cao hơn rồi. Và với Dell 7510 thì bạn không cần phải suy nghĩ, mình có thể mở file project với rất nhiều hiệu ứng effect và máy thì vẫn lát rất là mượt mà. Xem ở chế độ preview 1/2 thì máy còn mượt mà chân chu hơn rất nhiều. Khi render file project thì mới chính là lúc mà con chip Xeon và cả đồ họa M2000M sẽ phải sử dụng 100% công suất. Cá nhân mình cũng đã từng sử dụng Dell M4800 gần 6 tháng và mình cảm nhận thấy nhu cầu sử dụng máy với công việc edit video bằng Premiere hay là After Effects vẫn rất hài lòng. Khi được sử dụng Dell 7510 để làm video này thì cảm giác máy cho sức mạnh vượt trội hơn hẳn. Có lẽ với con chip Xeon hỗ trợ fix lỗi RAM EDC cùng với cả RAM DDR4 so với DDR3 trên M4800 cùng với cả các Quadro thế hệ mới nhiều nhân CUDA hơn sẽ tạo nên cho con Dell này có một sức mạnh xử lý vượt trội hơn hẳn so với những người đàn anh của mình. Ngoài ra thì mình có thử mở một vài tựa game online phổ biến hiện nay để các bạn cảm nhận được sức mạnh của máy chạm Dell 7510 như thế nào. Mình có mở thử Liên Minh Huyền Thoại với setting ở mức độ đồ họa rất cao, FPS duy trì ở mức là 170 đến 180 FPS và không có hiện tượng là giật lag, crop khung hình đột ngột khi chơi. Trải nghiệm game thì cũng thực sự là rất tuyệt vời, không kém gì một mẫu máy chơi game chuyên nghiệp cả. Và mở tiếp một game bắn súng FPS vô cùng nổi tiếng đó là CSGO với mức 2 setting và máy thì vẫn duy trì ở mức là 120 đến 140 FPS, cảm giác chơi vẫn cực kỳ đã tay. Dell Precision 7510 được trang bị quả pin là 91W cho thời gian sử dụng ở mức khá khoảng 4 tiếng đồng hồ, trong khi đó thì với mức max hiệu năng sẽ chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ mà thôi. Thực tế thì những mẫu máy chạm như thế này thì việc có thời gian on screen cỡ 1 tiếng đồng hồ max hiệu năng là không có gì lạ bởi vì gắn chip Xeon và cả đồ họa Quadro chuyên dụng sẽ cực kỳ muốn pin so với những mẫu máy văn phòng nhỏ gọn chỉ được trang bị ở các con chip dòng U tiết kiệm điện và các đồ họa on tích hợp bằng chip. Có thể nói Dell Precision 7510 là một mẫu máy chạm có hiệu năng tốt nhất tầm giá 30 triệu. Với thiết kế mới, kiểu đẹp mắt này, dễ dàng sử dụng cũng như là các cổng kết nối thì đây chính là một mẫu máy thích hợp dành cho các bạn học sinh, sinh viên hay các bạn kỹ sư chuyên ngành đồ họa, công trình đặc bản vẽ, thiết kế 3D chuyên nghiệp. Với giá bán của máy ở thời điểm hiện tại mà mình đang có tham khảo ở website minhvũ.vn thì Dell 7510 còn đang khá là kém người dùng. Tuy nhiên thì đắt vẫn sắt ra miếng đúng không nào? Với những gì mà Dell 7510 có ở thời điểm hiện tại thì máy vẫn đáp ứng tốt đầy đủ nhu cầu của các bạn sau 4 đến 5 năm tới, thậm chí là 7 đến 8 năm về khả năng tùy biến, nâng cấp cấu hình từ RAM, ổ cứng cho đến cả CPU, GPU, thậm chí là cả màn hình của máy, bạn đã hoàn toàn có thể nâng cấp được màn hình rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!